Rồi cái chị lên đi taxi phải loại hỏi coi cái chỗ địa chỉ có đúng hay không. Không biết là chuyện trên YouTube là một chuyện, mình gặp thực tế là một chuyện nữa. Đó, chị nói một mình quyết định mình đi lên học rồi dẫn con theo, rồi giống như lạ nước lạ cái mình chọn có đúng hay không. Nó đủ hết trong cái tâm, trong cái suy nghĩ của chị, nó nhiều lắm. Ở đây là học theo cái khả năng, giống như mình có thể học một tuần, hai tuần hay một tháng. Bên kia thì mình nếu cái mình học dài nữa không có. Chi phí ở bển cao. Cao mắc là một chuyện, không có cao hay là mắc. Mình tìm cái chỗ học mình đúng cao. Người, đúng dạy. Không phải là mình học để mình chọn cái rẻ để học, không phải là chọn cái số tiền. Đầu tiên chị cho chị có thể giới thiệu giúp em tên, tuổi, chị đang ở đâu, hiện tại nghề nghiệp của chị là gì? À, chị tên Oanh, 48 tuổi, ở Gạch Giá, Kiên Giang. Chị buôn bán tạp hóa. Chị thì tên Hạnh Đào, chị ở nước ngoài về, chị ở bên Mỹ. Lý do tại sao chị lại chọn Phúc Sơn? 15 tây tháng 6 này chị sang Mỹ định cư, nên chị quyết định là chọn Phúc Sơn để có một cái nghề để qua bển mưu sinh. Chị dự định là sẽ làm cho tiệm hay là mình tự mở? À, làm cho tiệm, đã có tiệm sẵn. Còn chị Đào? Chị thì từ nào giờ không có làm việc gì đó, không có thu nhập. Thì nghe đứa em đó, nó cũng coi trên mạng nhiều chỗ đó. Julie cho thấy rất là thiện cảm trên mạng, rồi thấy nhiều học sinh đưa lên trên Facebook hoặc là YouTube, rồi nó kêu thôi đi học nghề đi, rồi coi mình coi sao thì đi qua đi học thử cho biết, rồi nếu mà mình hợp với cái nghề đó thì trở về Mỹ lại thì sẽ kiếm tìm việc làm. Chị thấy cái như là Julie thì rất là thân thiện, thì chỉ thì nhiệt tình, thì đâu ra đó thì thấy dễ học hơn. Thì chị cảm thấy hồi nào giờ cầm máy thì hơi rung, mà khi mà vô học được có 2 ngày cái thấy cảm thấy mạnh dạn như là mình đã học mấy năm rồi đó. Mạnh dạn là cứ có 2 ngày, ngày thứ 3 đã lên mẫu, chị cảm thấy tự tin, chị nói thôi giờ muốn đèn người nhà ra làm, cảm thấy như vậy muốn luôn. Muốn đèn người nhà ra làm. Ha. Nói gì nó hơi cái gì. Muốn gì đó mình cảm thấy mình tự tin vậy đó, mới có 2 ngày. Học ngày thứ 3 đã lên mẫu môi rồi. À, chị 3 ngày, còn chị thì năm ngày. Chị mới lên mẫu hôm nay là đúng 5 ngày. 5 ngày chị đã lên mẫu lên mày rồi. Chị lên nguyên cái mày. Ồ. chị 2 ngày học, ngày thứ 3 thì lên môi. Môi. Right. Bây giờ thì 5 ngày chị lên là cái môi thứ 2. Là cái chân mày chị đã cũng có làm một phần chân mày nữa. Đúng. Tức là chị đã lên được 2 mẫu nguyên thủy môi và nửa cái chân mày chỉnh sửa. Là mới có 5 ngày mà chị cảm thấy tự tin. Chị có tự tin không? Hai chị bắt đầu đi học từ con số 0. Khi mà chị quyết định chọn của cô thì chị có hỏi cô trước là chị đã bao nhiêu tuổi đó, chị chưa biết về Phung Tâm hết. Thì cô nói cứ tự tin, có một số chị còn lớn hơn chị nữa, nên khi mà chị chọn ở chỗ này thì sẽ đúng. Đó, thì chị thấy ok. Bây giờ quay trở lại một xíu về trước khi mà mình tới đăng ký học, thì hai chị tìm hiểu cô Julie thông qua kênh truyền thông này nhiều nhất? YouTuber. Cô YouTube á? À, YouTube. Thì chị sợ cái cụm từ gì thì ra cô Julie Nguyễn. À, chị sợ Julie Nguyễn. Julie Nguyễn thôi. À, nhưng mà cái người giới thiệu của cô cho chị lại là chồng chị. Là nên kêu chị là phải đi lên đây học cô, là lựa chọn cô. Cũng có nhiều lắm cưng, Diễm Nguyễn hay gì chị thấy cũng nhiều, nhưng mà chắc cái duyên. Cái điều gì để khiến cho chị có động lực là phải lên cô? Tại vì bình thường khi mà mình xem qua YouTube á, mình thấy cô gì hay này nọ, nhưng mà mình có một cái tâm lý là mình không biết là nhiều khi người ta dạy ở phía bên ngoài lại khác với trên YouTube. Không, cái thứ nhất chị chọn cô là tại sao? Cô có thể một kèm một với mình, cô sát bên mình, cạnh bên mình, khi nào mình cảm thấy mình khó hiểu là cô đứng kế bên. Còn những lớp khác thì chưa chắc gì, có thể là nhiều học viên. Còn cô thì cô chọn, có nghĩa là một ngày là phải quy định bao nhiêu thì cô phải tập trung, cô dạy cho học trò, thì chị thấy cái đó là điều tốt. Nhỏ em nó chọn là nó chỉ vào cái tất cả các mạng là nghề phun xăm thẩm mỹ, không có chọn người nào, nhưng chỉ chọn cái nghề phun xăm thẩm mỹ thì nó có hiện vô cái option của mình. Tôi chọn là ai với ai với ai thì nó vô nó coi từng chỗ, rồi cái cách dạy từng người
rồi thì nó coi, nó tìm hiểu qua thì nó thấy những người dạy giống như là nhiều quá, mà người thầy thì không đó, không có ở đó để mà chỉ một kèm một. Thì nó thấy qua cái mạng Julie thì bắt đầu nó chỉ đề nghị, rồi nó nói thấy trên Julie dạy như vậy là để theo dõi một thời gian coi như thế nào rồi hãy đăng ký. Thì khi nào nó đi vào cái YouTube cũng có, Facebook cũng có, thì nó coi một thời gian thì nó nói thôi bây giờ chỉ còn có cách là chọn Julie thôi. Thì thấy Julie dạy một kèm một, thì nó thôi để chọn Julie đi. Chị học đây chị có thấy có một cái hay ở cô là cái này, ví dụ như nói một kèm một thì cái đó chính xác. Ví dụ như cô đang dạy hướng dẫn cho chị thì chị Đào đang ngồi bên đây, thì chị Đào đi sai là cô biết chị Đào đang đi sai. Có nghĩa là vừa mắt vừa tai, có nghĩa là quan sát hết chứ không phải là tập trung cho một bạn học viên này là một bạn này. Cô có thể nghe được người khác đi cái nhanh bà, đi chậm, đi đúng kim hay là sai hay kim, đi nhẹ kim, cái đó là cái hay. Ví dụ như chỉ một người khác nhưng mà cái tai vẫn còn nghe người khác đi sai. Nói đó. Chị đó anh nói em nó đi sai, đi hơi nhanh hay chậm như thế nào thì có thể nghe được. Bởi vì mình hay là hay cái đó đúng không? Mình hiểu được. Bởi vì mình thấy cái thí dụ như ai có muốn học á, thí dụ trên mạng ai cũng muốn học á, thiệt là chị khuyến khích là cái cơ bản là tới đây là một điều rất tốt. Cơ bản là một điều rất tốt thì dễ tìm hiểu. Ý là U50 mà còn gì, những bé mà trẻ chắc 1-2 ngày là lên mẫu được nếu như mà nó nắm bắt được cái cơ bản. Trẻ thì nó thông minh, nó sáng dạ hơn mình thì quá chậm. Thứ nhất là mình không phải là chậm, mà tại vì những người lớn tuổi nó có gia đình thì bận biểu, có gia đình con cái thì thời gian cái thời gian mình không có, cái tâm của mình đó thì hướng về gia đình con cái nó nhiều hơn, nó hơi phân tâm trong cái việc học hơn. Nhưng mà dầu sao cũng nói tiếng phân tâm chứ học quá nhanh à, nếu mà hai chị mà học nhanh như vậy còn những người trẻ thì nghĩ là chắc họ bay luôn quá, học chừng không học còn, nhanh hơn nữa còn họ gì sáng nữa dạ hơn nữa. Hai chị em hồi nãy nói á, là sẽ mua đồ mực đồ của cô về là bắt tay vô làm cho khách, ai đi ngang là phi hết đó, có nghĩa là tự tin, không có cô bên cạnh vẫn tự tin làm. Tự tin làm đúng rồi, rất là tự tin, mua một đống đồ luôn thấy quá tự tin rồi, mình đâu có cần gì phải lưỡng lự, phải suy nghĩ phải không? Là mình về là mình tự làm liền. Hai chị em quá tự tin, mua một đống đồ thật sự là rất là tự tin khi mà mình làm cho người khác á. Cũng thấy mình, tại vì mình làm đây cô đã nói chỉ cặn kẽ tận tâm hết rồi, rồi bắt đầu cô mới cho mình cứ đứng coi thôi, cô nói gì như vậy như thế nào làm như thế nào, cô đứng cây coi thôi, mình làm mình không thấy rùng, mình làm lên rồi mình cảm thấy nó tự tin quá, mình có thể là làm được người thân hoặc là những người mẫu mới. Nội dung trên YouTube nào là nội dung mà hai chị bị thu hút nhất? Cái chị thì thấy Julie dạy rất là tỉ mỉ khi mà ngồi lên da giả, mà dạy giống như là khi mà bất cứ dạy cái gì hết mà chỉ dạy mà không tốn tiền mà dạy quá tận tâm, thì cái đó dễ thu hút cho những người xem, họ muốn học nghề, cho những người muốn học nghề. Cái clip mà không phải dành cho những người những bắt người đầu. Chưa biết bắt đầu bắt đầu cách lâu lắm cầm, mà cường clip cách lâu. Cầm máy, cách lắc tay thì nào em chỉ vô chỉ dạy cho coi, nhưng kiểu chị không có thời gian, nhưng chị muốn coi là những người tận tâm dạy, chứ không phải là chỉ có ai cũng dạy được hết chứ ai lắc ai cũng dạy. Nhưng mà mình theo dõi từng người cái tận tâm, chỉ họ chỉ trên nhiều người chỉ trên mạng là chỉ phần nào thôi, mà mình coi cái tâm của họ dạy như thế nào, chứ ai cũng nói mình dạy giỏi, ai cũng nói hết trơn, trên mạng nhiều lắm thì ai cũng quảng cáo, tự quảng cáo mình đúng không. Thì chị thấy là Julie nói sao mình làm vậy, chung như vậy trên YouTube á, dạy nhiều thấy tận tâm. Cưng quá à. Thật người thật. Nghe trên YouTube thì là một chuyện. Rồi cái ngày mà chị bỏ bị đồ đi lên Sài Gòn để mà học nghề, dẫn theo một đứa con 12 tuổi. Đi lên tới đây một ngày trời mưa vào chủ nhật tuần trước. Rồi cái chị lên đi taxi phải lại hỏi coi cái chỗ địa chỉ có đúng hay không. Thì chị đi ngang, chị thấy cô đang dạy một cái lớp nâng cao vào chủ nhật. Xong chị mới về khách sạn, chị mới điện nhắn tin cô ơi chị đã tới, chị chuẩn bị đăng ký vậy. Cô mới nói là chị có thể qua trong trường, qua đây. Chị qua
Xong rồi chị về, chị mừng, chị gọi cho chị của chị rồi chồng của chị, nói mình đã chọn đúng. Không biết là chuyện trên YouTube là một chuyện, mình gặp thực tế là một chuyện nữa. Đó, chị nói một mình quyết định mình đi lên học rồi dẫn con theo. Rồi giống như lạ nước lạ cái, mình chọn có đúng hay không, nó đủ hết trong cái tâm, trong cái suy nghĩ của chị, nó nhiều lắm. Đó, khi mà về nói chuyện với cô thì khoảng lúc đó 3 giờ thì chị điện cho chị rồi chồng chị, nói mình đã chọn đúng rồi, gia đình cứ an tâm. Chị cũng tìm hiểu tình bên Mỹ luôn, nhưng mà thời gian bên Mỹ học thì ngắn, rồi thời gian bên đây học cũng như là học có thời, mình cho thời gian mình dài. Bên Mỹ thì chỉ từ 3 ngày tới 1 tuần, ở đây là học theo cái khả năng, giống như mình có thể học 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng. Bên kia thì mình nếu cái học dài nữa không có. Chi phí ở bển cao. Cao mắc là một chuyện, không có cao hay là mắc, mình tìm cái chỗ mà đúng cao. Người đúng dạy, không phải là mình học để mình chọn cái rẻ đi học, không phải là chọn cái số tiền, mình chọn sao chọn đúng người để mình cái năng học. Chứ nó thiệt chứ, nếu mà giá rẻ mà dạy đẹp cũng học, mà giá mắc mà dạy đẹp cũng học. Nếu mà học một tuần mà 50.000 đô thì nó cũng học được thì thôi. Nếu mà người dạy tận tâm chút á thì mình cũng có là quá dễ. Chị ngoài cái chị luyện tập là một chuyện, chị mỗi lần mà chị thấy chị làm không được á, chị có hỏi cô chưa là mình bị sai không? Có chứ, chỉ cái khuyết điểm của mình đó mình mới nhận ra được cái khuyết điểm của mình nhé. Bây giờ không đó mình hỏi học. Mình không cần hỏi, mình là nhận... Judy đã nhận ra rồi. Mình không cần hỏi, biết không, khi mình hỏi thì nó quá trễ rồi. Mình đang làm là Judy đã nhận ra tại chỗ liền, nó thấy mình tại chỗ rồi, cầm cách cầm máy đã cũng thấy rồi, cách lắc cũng thấy rồi. Không cần nữa, đợi mình về mình hỏi là như thế nào, nó quá trễ rồi, hình nó quen tay rồi. Tới hiện tại bây giờ, hai chị nghĩ là mình so với lại cái kỳ vọng ban đầu của mình thì là mình đạt được bao nhiêu phần trăm rồi? 90%. Còn 10% là về cứ bắt mẫu lên làm, bắt mẫu lên làm. À, là kiểu chạy tay hơn. À, cứ bây giờ cứ mình cứ lên là cứ có người là quất, có người là làm. Thì là mình đã đạt được 90%. Chị Đào, chị nghĩ chị bao nhiêu phần trăm rồi? Chị nghĩ mặc dù chị không có đúng là chị cảm thấy là rất là tin tưởng, mà chị muốn làm cho thật là khéo. Thì chỉ cái khả năng chị nghĩ từ 60-70%, chị cố gắng luyện nhiều hơn. Cũng như học của cô, thời gian ngắn rồi cô ơi, bạn tốt nghiệp thì bạn xong, bạn muốn làm gì làm. Có thể mình những gặp ca khó hay gì điện, à cô à, cái ca này sao, chụp hình cho cô, có thể cô phụ qua cho mình. Chứ không phải là tự mình tự lực cánh sinh. Tức là mình học thì cô vẫn theo dõi trên cái con đường của mình có theo nghề. Chứ không phải là học vài ngày rồi cô quăng, chị muốn làm gì thì chị làm. Thì cái đó có, chị đã thấy học nhiều chỗ, chị thấy nhiều chỗ nè, chị cũng có theo dõi. Khi học rồi ra nghề cũng học tháng đó nha, chứ không phải là học ít ngày như hai chị đâu, cũng học tháng đó. Khi ra nghề rồi cũng như là con số 0. Học chỗ khác đó chị thấy rồi, đi học rồi cũng học cả tháng trời chứ đâu có đâu, mà ra rồi cũng con số 0, trở lại con số 0, bất phải tìm chỗ học nữa. Nên vậy đó, là chị cảm thấy như là nếu như mà học những người mà chưa bao giờ học á, chị cảm thấy khuyến khích là tới Julie thì tận tâm hơn. Chị thấy rõ ràng, chứ không phải là để nói, là tại vì để mình nói mình học ở đây mình nói như vậy. Tại vì cô có nói mà, cô có nói với tụi chị là khi nào gặp những ca khó mà mình cũng như mình làm, mình giải quyết không được thì cứ gọi cho cô bất cứ lúc nào. Cái đó là cái điều hiếm gặp ở người giáo viên của mình. Giờ sau khóa học, gần sau hết khóa học rồi, thì hai chị đánh giá như thế nào về khóa học? Hai chị nghĩ là cần cải thiện nhiều không? Bây giờ đến lúc mà mình nói cần cải thiện nè, nãy giờ mình khen nhiều quá. Cải thiện hả? Chị không biết cải thiện như thế nào. Giống như chị nói, bây giờ nếu chị có rủ rồi, chị cải thiện là chị muốn đi về học nâng cao nữa thôi, chứ không còn cải thiện gì nữa hết. Tại vì những gì mình học, mình thấy, mình đã nói rồi. Mình ví dụ khen hay chê gì, mình đã thấy rồi, sự thật, việc thật. Thì mình nói những gì mình đã trải qua trong cái thời gian rồi. Bây giờ hiện tại giờ mình muốn học, muốn nâng cao. Thí dụ nâng cao là nâng cao cái gì? Bây giờ nếu nâng cao mình muốn học thêm, học sợi cho nó chính xác hơn nữa. Tại vì cái nghề này không phải là mình học như vậy là đủ. Phải không? Cái gì mình cũng phải nâng cao lên, cấp cao lên. Ngay cả thầy giáo, cô giáo người ta cũng nâng cao. Ví dụ như Julie cũng nâng cao cái nghề cô Julie lên, đúng không? Cô giáo mình nâng cao cái nghề của mình để sau này mình nâng cao cái nghề mình dạy thêm học sinh thêm nữa. Còn những cái gì mới mẻ hơn cho học sinh.